xin chào các bạn trong video này phương sẽ giới thiệu cho các bạn phần mềm dành cho cửa hàng kinh doanh nội ngoại thất phần mềm sẽ giúp cho chúng ta theo dõi nhập xuất tồn kho quản lý công nợ của khách hàng của nhà cung cấp cũng như là báo cáo doanh thu lợi nhuận thu chi trong cửa hàng và phần mềm được viết theo phương châm đó là đơn giản dễ sử dụng thậm chí những bạn nào mà chưa rành về vi tính vẫn có thể sử dụng được phần mềm này một cách dễ dàng và đơn giản À, sau đây Phương sẽ demo một số tính năng chính của phần mềm để cho các bạn hình dung nha. thì đây là cái trang chủ của phần mềm. chúng ta sẽ có phần danh mục để chúng ta quản lý được danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp. đầu tiên đó là danh mục hàng hóa. chúng ta sẽ có mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá lẻ, giá sĩ, giá vốn và tồn đầu. thì ở đây mình lấy demo một số cái mặt hàng. để thêm mặt hàng mới thì các bạn bấm dấu mũi tên xuống này, các bạn thêm ở dưới đây và cái danh sách này chúng ta có thể thêm trước hoặc là phần mềm cho phép lúc mà chúng ta nhập xuất chúng ta có thể thêm trực tiếp sản phẩm mới vào danh sách luôn mà chúng ta không cần phải khai báo trước trong danh sách này thì mã hàng không bắt buộc chúng ta có thể thêm mã hàng để chúng ta dễ dàng tìm kiếm theo mã hàng đơn giá lẻ giá sỉ và cái cột tồn đầu này thì khi bắt đầu sử dụng phần mềm trong cửa hàng mình tồn bao nhiêu sản phẩm thì các bạn nhập vào cột tồn đầu này và cột giá vốn nó sẽ để tính lợi nhuận cho chúng ta À, tiếp theo đó là phần danh mục à, khách hàng và nhà cung cấp để chúng ta lưu tên khách hàng, chúng ta là quản lý công nợ Thì cũng tương tự như danh mục hàng hóa chúng ta có thể khai báo tên khách hàng trước ở đây Hoặc là nếu các bạn có một cái bản danh sách bằng Excel chúng ta có thể copy dán vào à, Hoặc là chúng ta có thể thêm à, tên khách hàng mới khi mà chúng ta à, xuất hóa đơn mà chúng ta không cần phải khai báo trước Rồi, à, tương tự với nhà cung cấp cũng vậy ha à, tiếp theo tới cái phần chính đó là phần bán hàng và nhập hàng thì mình sẽ demo cho các bạn một số cái thao tác cơ bản để bán hàng thì chúng ta kích vào nút bán hàng đây đầu tiên bán hàng cho ai thì chúng ta sẽ kích vào cái bên góc phải này nếu mà khách online bán thu tiền liền thì chúng ta có thể chọn là khách lẻ hoặc là chúng ta không chọn được thì phần mềm nó cũng hiểu đó là khách lẻ còn nếu chúng ta bán một cái khách hàng mà đã có sẵn trong danh sách thì chúng ta sẽ gõ tìm kiếm ở trong cái ô tìm kiếm này cho nhanh Ví dụ mình muốn bán hàng cho anh Phong thì mình gõ một từ khóa liên quan, ví dụ chữ Phong, thì nó sẽ ra anh Phong. Chúng ta kích đúp vào đây là xong. Trong trường hợp mà chúng ta bán một cái khách hàng mới chưa có trong danh sách, thì chúng ta cũng sẽ thêm trực tiếp ở cái ô này luôn. Ví dụ như mình bán hàng cho anh Bảo, thì anh Bảo chưa chưa có trong danh sách, thì chúng ta thêm trực tiếp đây luôn và chúng ta ghi số điện thoại, địa chỉ nếu muốn. Sau đó chúng ta bấm thêm mới. Thì khi mà chúng ta xuất cái hóa đơn đầu tiên á, thì cái tên anh Bảo này nó sẽ lưu vào tên trong cái danh sách khách hàng cho mình luôn mà mình không cần phải thêm trước đó đó là tiện lợi. thì trong ví dụ này mình sẽ bán cho một cái khách hàng à, à, có có sẵn ha, có đã có công nợ rồi. bây giờ mình bán cho Kim Phụng, chúng ta gọi chữ Phụng ở đây, sau đó kết đúp vào đây. thì khi chúng ta chọn một khách hàng mà đã có công nợ thì trong cái nợ cũ nó sẽ hiển thị ở đây cho mình thấy. Đó. tiếp theo chúng ta sẽ bấm phím F2 hoặc là bấm vào nút tạo phiếu này để chúng ta thêm sản phẩm. thì đây là những sản phẩm mà chúng ta đã thêm trong cái danh sách à, danh mục hàng hóa trước rồi để bán một cái sản phẩm có sẵn thì chúng ta gõ cái từ khóa liên quan à, có thể là theo mã hàng hoặc là tên hàng ví dụ như mình bán một sản phẩm có cái mã là GGX thì chúng ta gõ GGX vô đây đó hoặc là ví dụ như chúng ta có thể tìm kiếm theo tên ví dụ như mình bán ghế gỗ thì chúng ta cần nhập ghế gỗ đó thì nó hiện ra một loạt những cái sản phẩm liên quan à, tới cái từ khóa này à, chúng ta muốn bán sản phẩm nào thì chúng ta kích đúp vào cái tên sản phẩm đó sau đó chúng ta sẽ nhập số lượng khách hàng mua ở đây ví dụ như hai cái thì chúng ta sẽ nhập số 2 Đơn giá 350.000 này là cái đơn giá mà chúng ta đã cài đặt sẵn trong cái danh mục hàng hóa Và trong cái chỗ đơn giá này chúng ta có thể sửa lại theo cái đơn giá mà chúng ta muốn bán Ví dụ như muốn bán 360.000 thì chúng ta nhập 360.000 vào đây Đó, Rất là đơn giản Hoặc là phần mềm nó sẽ nhớ cái giá bán gần nhất Mà mình bán cái gỗ này cho cái khách hàng Kim Phụng này Là 335.000 ở đơn gần nhất Thì để bán lại giá này thì chúng ta lấy chuột kích vào đây Thì cái đơn giá nó sẽ đưa lên và chúng ta bán tiếp tục cái đơn giá này À, cái chức năng nhớ giá gần đây để giúp cho chúng ta gợi ý được cái giá bán gần nhất để chúng ta bán cái giá cho nó đồng bộ và không bị chênh lệch rồi sau đó chúng ta bấm nút thêm để cái cái sản phẩm này nó thêm vào cái màn hình bán hàng đã sau đó chúng ta cứ tiếp tục thêm những sản phẩm mà khách hàng mua đó, ví dụ như ở đây mình à, mình mình bán một bộ bàn ghế đi nhập chữ bàn ghế vào đó, bán bàn ghế này ví dụ như bán một bộ ha đơn giá là 2 triệu tám sau đó bấm thêm tiếp tục ví dụ như là à, ghế băng đi À, rồi mua hai cái. À, đơn giá gần đây là 600 000 chúng ta muốn bán lại, Kích vào đây, 600 000 bấm thêm. À, sau khi thêm xong thì chúng ta bấm à, nút thoát. Và khi ra màn hình này chúng ta có thể kiểm tra lại à, số lượng đơn giá và hành tiền. Nếu mà chúng ta muốn chỉnh sửa thì có thể dễ dàng chỉnh sửa trên đây luôn. Ví dụ như ở đây à, cái ghế này chúng ta mua một cái thôi, chúng ta có thể sửa lại số 1. Ví dụ đơn giá này chúng ta bán 330, có thể sửa lại ở đây cũng được, không vấn đề gì hết. À, sau khi mà chúng ta kiểm tra xong ok hết rồi chúng ta bấm nút thanh toán. À, bấm F8 hoặc là nút thanh toán ở đây để chúng ta ra phiếu cho khách. thì trên cái màn hình thanh toán này nó sẽ có cái thông tin đó là tổng cộng, tổng cộng đó là cái tổng tiền của cái đơn này và cái nợ cũ này là cái nợ cũ phần mềm này đã nhớ từ gói đầu từ cái đơn trước à, cũng giống như nợ cũ đây và tổng thanh toán là sẽ lấy hai cái số tiền này cộng lại. À, việc của chúng ta là chúng ta nhập vào cái ô khách trả này. nếu cái đơn này khách khách trả đủ, um, trả hết tất cả nợ thì chúng ta bấm vào trả đủ, thì còn lại là không. Trong trường hợp mà khách vẫn còn nợ chưa trả thì chúng ta bấm nút nợ lại này thì còn nợ nó vẫn bằng số lượng số tiền tổng thanh toán. À, trường hợp mà khách hàng trả một ít có nghĩa là khách hàng mua đơn này nhưng mà trả trước 5 triệu thì chúng ta nhập 5 triệu vào đây. Đó. Thì khách hàng còn nợ lại là 8 triệu 880 ngàn. Sau đó chúng ta bấm lưu và in hoặc là lưu không in. Ví dụ ở đây mình bấm lưu và in để in ra cái phiếu cho các bạn xem. Cái hóa đơn giao cho khách đó. Thì đây là cái hóa đơn được in ra, ở à, trên à, góc trái này là thông tin cửa hàng, à, có thể sửa lại. À, tên, số hóa đơn, ngày tháng, nhân viên bán, à, tên khách hàng, và ở dưới đây nó sẽ có thông tin là tên hàng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá thành tiền. Và phần cuối nó sẽ thể hiện cái tổng tiền hàng, nợ cũ, à, tổng thanh toán và còn lại. Và cái nợ cũ, nó, cái còn lại này nó sẽ nhớ công nợ của khách hàng và nó sẽ gói đầu sang cái hóa đơn tiếp theo mà chúng ta bán lần sau mà cái khách hàng kim phụng này tới mua nữa chúng ta chọn thì nợ cũ nó sẽ hiện thị nhớ cho chúng ta luôn mà chúng ta không cần phải nhớ à, các bạn thấy rất là đơn giản ha à, ví dụ như sau này khách hàng kim phụng này đến trả nợ mà không mua hàng thì chúng ta cũng chọn tên kim phụng này để nó hiện ra nợ cũ ở đây sau đó các bạn bấm vào nút trả nợ để chúng ta nhập cái số tiền mà khách trả ví dụ như lần sau khách chuyển khoản trả tiếp 2 triệu thì chúng ta nhập số 2 triệu vào đây và chúng ta ở đây ghi chú là ví dụ như là chuyển khoản việc cơm băng ví dụ như thế sau đó chúng ta bấm trả nợ sau đó chúng ta bấm lưu không in là là xong thì sau này chúng ta chọn lại tên kim phụng này thì trả trước trả hai triệu rồi cho nên nợ cũ bây giờ chỉ còn là 8 triệu tám trăm tám mươi thôi đó à, rất là đơn giản và tất cả nhân phiếu chúng ta tạo thì nó sẽ vào trong cái mục là hóa đơn gần đây các bạn kích vào đây à, thì vừa rồi chúng ta đã xuất hai phiếu một cái phiếu đó là bán hàng và một phiếu trả nợ có cái tiền hàng bằng không này ha trả nợ 2 triệu thì để chỉnh sửa hoặc là xem chi tiết cái phiếu nào chúng ta cứ đúp vào phiếu đó để chúng ta xem uh, chi tiết tên hàng số lượng đơn giá thành tiền và chúng ta có thể xóa sửa in lại cái hóa đơn rất là dễ dàng và chúng ta có thể xuất file chúng ta có thể xuất excel hoặc là pdf trong trường hợp mà chúng ta bán hàng từ xa chúng ta không có in ra giấy thì chúng ta lưu không in và vào trong cái này chúng ta bấm uh, xuất excel để chúng ta thì nó ra một cái hóa đơn bán hàng bằng Excel và chúng ta lưu cái file Excel này lại sau đó gửi qua Zalo cho khách hoặc là đơn giản nhất các bạn có thể chụp ảnh màn hình cái hóa đơn này chúng ta gửi qua Zalo cho khách để khách hàng xem mà chúng ta không cần phải in ra giấy rất là tiện lợi à. thì trong cái phần hóa đơn ở đây nó thể hiện tất cả những cái thông tin tổng quát của một hóa đơn giống như là số hóa đơn này, ngày tháng nhân viên nào bán à, mặt hàng số lượng tổng tiền hàng nợ cũ tổng cộng đã trả và còn nợ của khách hàng nào đó rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một thao tác nữa đó là thao tác trả hàng à, giống như bây giờ khách hàng Kim Phụng này mua một cái à, ghế này hai cái ghế băng gb001 à, tuy nhiên khách hàng muốn trả lại một cái thì ta, chúng ta sẽ làm sao à, đầu tiên à, chúng ta cũng vào trên màn hình bán hàng này luôn chúng ta chọn tên khách hàng muốn trả hàng sau đó chúng ta bấm vào nút tạo phiếu để chúng ta đưa cái sản phẩm mà khách trả ra ví dụ như gb001 đúng không đó, chúng ta kích đúp vào đây À, và cái số lượng này chúng ta sẽ nhập số lượng âm ví dụ như khách trả một cái thì chúng ta sẽ ghi là âm một trừ một đó và cái đơn giá này các bạn nhớ phần mềm nó có gợi ý à, cái đơn giá chúng ta bán gần nhất đó là 600 trăm ngàn thì chúng ta kích vào đây để chúng ta chọn cái giá trả lại là 600 trăm ngàn à, phòng khi trường hợp mà chúng ta cái giá cái giá trả lại nó trên là cái giá hồi trước tao bán thì cũng không hợp lý ha chúng ta chọn 600 trăm ngàn đó. sau đó chúng ta bấm thêm À, rồi, thì khi mà ra màn hình này thì cái âm 1, cái số lượng âm 1 này nó sẽ trả về kho cho chúng ta Và cái số tiền 600 ngàn này nó sẽ trừ vào công nợ Chúng ta bấm nút thanh toán Thì các bạn thấy là nợ cũ là 6 triệu 880 ngàn Nó trừ cho cái tổng cộng là âm âm 600 ngàn này Thì cái tổng thanh toán còn lại của khách hàng này chỉ là 6 triệu 280 ngàn Sau đó chúng ta bấm lưu không y. đó Thì cái tiền khách trả lại nó sẽ trừ vào công nợ cho chúng ta Ha À, thì đó là mình đã demo cho các bạn xem ba cái thao tác đó là xuất hóa đơn, trả nợ hoặc là trả hàng. À, bây giờ tới phần nhập hàng thì cũng tương tự thôi. À, chúng ta vào nhập hàng, sau đó chúng ta kích vào đây để chúng ta chọn nhà cung cấp. Bây giờ ở đây mình chọn nhà cung cấp Long đi và chúng ta nhập cái ghế ví dụ như là cái bàn này, chúng ta nhập 10 cái. Rồi chúng ta thêm. Đó, ví dụ như cái này, 20 cái. Rồi chúng ta thêm. Và tương tự chúng ta cũng bấm thanh toán. Và trong phần công nợ này, chúng ta nợ nhà cung cấp thì chúng ta cũng làm giống tương tự như Phần khách hàng, ví dụ như chúng ta trả trước 10 triệu đây. Chúng ta nhập 10 triệu vào. Sau đó chúng ta bấm lưu không in. Thông thường thì nhập hàng chúng ta sẽ không có in. Đó. Rồi sau khi mà bán hàng, nhập hàng xong thì chúng ta sẽ có một số cái báo cáo trong cái phần báo cáo này. Chúng ta kích vào nút báo cáo. Thì phần bên trái nó sẽ là báo cáo bán hàng. Phần bên phải nó sẽ là báo cáo nhập hàng. Thì cái thao tác cũng tương tự thôi ha. Bây giờ mình sẽ demo cái phần hóa đơn bán hàng. Đó. Thì trong hóa đơn bán hàng này chúng ta có thể chọn từ ngày nào đến ngày nào. Để chúng ta xem tất cả những cái hóa đơn mà chúng ta đã bán trong cái khoảng thời gian này. À, và trên này nó sẽ thể hiện cho chúng ta là tổng doanh thu là tổng tiền hàng là bao nhiêu tiền? 46 triệu 790 ngàn. Và chúng ta đã thu là 28 triệu 480 ngàn. Đó. Để chỉnh sửa hoặc là in lại một hóa đơn nào chúng ta cứ đúc vào đây. Nó giống như cái phần mà hóa đơn gần đây đó. Và chúng ta cũng có thể lọc theo tên của một khách hàng nào đó. Ví dụ như chúng ta lọc à, những hóa đơn của khách hàng Kim Phụng thôi. Chúng ta... À, nhập từ phụng vào sau đó kích đắp vào đây thì đây là những cái hóa đơn mà chúng ta đã xuất cho khách hàng kim phụng à, và góc phải này nó cho chúng ta biết được là khách hàng đây còn nợ chúng ta là à, 6 triệu 280 ngàn đó. tiếp theo à, chúng ta sẽ có là báo cáo chi tiết bán hàng à, và chúng ta cũng có thể chọn từ ngày đến ngày giống như chúng ta chọn từ ngày 1 chúng ta bấm ok thì trong phần chi tiết bán hàng này nó sẽ thể hiện rõ được đó là à, những tên hàng à, tương, tương ứng với số lượng đơn giá và thành tiền và phần bên phải này nó sẽ thể hiện những thông tin như là tiền hàng nợ cũ tổng cộng đã thu còn lại của cái hóa đơn hóa đơn đó và chúng ta cũng có thể chọn một khách hàng nào đó ví dụ như khách hàng kim phụng đó. và các bản chi tiết này chúng ta thường in ra để gửi cho khách hàng để đối soát những cái những sản phẩm mà khách hàng đã mua và tương ứng với cái lộ trình trả nợ của khách hàng đó thì các bạn biết là khi mà chúng ta bán nợ gối đầu á, thì cái còn lại của cái hóa đơn trước nó sẽ thành nợ cũ của hóa đơn sau giống như khách hàng mua hóa đơn số 2 thì cái còn lại là 1 triệu 350 ngàn nó sẽ gói đầu sang cái hóa đơn tiếp theo đó là thành nợ cũ của hóa đơn tiếp theo và tương tự 4 triệu 530 ngàn nó cũng gói đầu sang hóa đơn tiếp đó. và việc chúng ta là chúng ta có thể in A4 ra giấy hoặc là chúng ta xuất một cái file Excel sau đó chúng ta sẽ gửi cho khách hàng để khách hàng đối soát những cái cái đơn này tương ứng với ngày này những cái sản phẩm đã mua tương ứng số lượng đơn giá thành tiền và cái lộ trình trả nợ đã thu ở bên đây và cái cái số nợ cuối cùng này là cái đang cái số tiền khách hàng đang nợ ở mình 6 triệu 280 ngàn thì nó cũng thể hiện ở trên đây cho khách hàng thấy luôn thì nhìn cái bảng chi tiết này thì khách hàng rất là dễ hiểu và có thể dễ dàng đối soát và cái bảng này thì chúng ta hay gửi cho khách hàng cái bạn này ha. rồi à, tiếp theo một cái báo cáo nữa đó là báo cáo xuất kho lợi nhuận lợi nhuận và chúng ta cũng có thể xem từ ngày đến ngày giống như là xem từ ngày 1 chúng ta bấm OK à, nó sẽ cho chúng ta biết được là trong khoảng thời gian này chúng ta bán được mỗi sản phẩm tương ứng với số lượng bao nhiêu và doanh doanh thu bao nhiêu và trừ đi cho tiền vốn thì nó sẽ ra lợi nhuận mà chúng ta kiếm được và chúng ta cũng có thể lọc theo một khách hàng nào đó giống như là xem kim phụng để xem trong khoảng thời gian này cái khách hàng này mua những sản phẩm nào tương ứng với số lượng bao nhiêu và chúng nó đem lại chúng ta lợi nhuận như thế nào à, rất đơn giản thế thế đó là số nợ khách hàng à, thì khi mà chúng ta bán nợ gối đầu thì chúng ta sẽ có một cái số nợ xem thử ai đang nợ mình số tiền bao nhiêu và tổng số tiền nợ mà khách đang nợ mình bao nhiêu ví dụ như là kim phụng này đang nợ mình 6 triệu 280 trăm tám này và chúng ta có thể kích đúp vào đây chúng ta xem chi tiết công nợ thì nó sẽ quay về cái bảng chi tiết bán hàng và chúng ta có thể xuất file sale gửi cho khách một cách nhanh chóng đó rồi tiếp theo đó là phần quản lý kho, à, cái bên hóa đơn nhập hàng, à, báo cáo nhập hàng thì cũng tương tự nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang quản lý kho. Trong quản lý kho này nó sẽ có là tồn kho hiện tại để chúng ta xem nhanh được những cái sản phẩm đang tồn kho trong cái phòng trong cái cửa hàng của mình, giống như là tương ứng với tiền vốn. Và trong cái phần à, báo cáo tồn kho này chúng ta có thể điều chỉnh điều chỉnh tồn kho à, bằng với số lượng thực tế một cách nhanh chóng. Ví dụ như sản phẩm bàn gỗ này đi à, Chúng ta kiểm kê chúng ta thấy tồn có 28 thôi Nhưng mà trong sổ sách nó tồn 29 Để mà um, chúng ta điều chỉnh lại Bằng với số lượng thực tế thì chúng ta cứ đúc vào đây Chúng ta nhập số 28 Chúng ta bấm OK Thì nó sẽ điều chỉnh cho chúng ta về cái số lượng thực tế Thì một số phần mềm khác nó không cho điều chỉnh trực tiếp Mà nó bắt chúng ta phải vào nhập hàng để chúng ta à, Hoặc là xuất hàng chúng ta xuất điều chỉnh Như vậy thì cũng rất là mất thời gian để cho Phần mềm chúng ta cho điều chỉnh thực tế trên đây luôn đó. Tiếp theo đó là báo cáo à, cân đối nhập xuất tô thì trong cái bảng này nó sẽ cho chúng ta xem số liệu tổng quát đó là tồn đầu, nhập xuất và tồn cuối của tất cả những sản phẩm. À, giống như cái sản phẩm này. À, chúng ta à, tồn đầu là 21, chúng ta nhập 9, chúng ta xuất 2 thì còn là tồn là 28. À tương tự những sản phẩm những sản phẩm khác cũng như thế. Đó. Và còn một cuối cùng đó là phần thể kho và thì kho nó sẽ cho phép chúng ta truy xuất những lần nhập xuất của một cái sản phẩm. Giống như ở đây chúng ta sẽ chọn là từ ngày 1 à, tháng 1 đến ngày 18 tháng 1 và chúng ta sẽ xuất à, truy xuất cái sản phẩm là bàn gỗ mango này. Chúng ta bấm xem. Thì nó sẽ cho chúng ta biết được là chúng ta nhập ngày nào, xuất ngày nào. À, giống như ở đây à tồn đầu là 21 sản phẩm. Chúng ta xuất 2 lần cho khách hàng lễ và cho khách hàng kim phụng. Một cái, tổng cộng là 2. Và chúng ta nhập từ nhà cung cấp long 10 cái Và cái điều chỉnh tồn kho này Hồi nãy chúng ta điều chỉnh là từ 29 mà sang 28 đó Thì nó sẽ âm 1 ở đây Thì tổng nhập là 9 và tổng xuất là hai Như vậy tồn cuối nó sẽ là lấy tổng tồn tổng đầu Cộng tổng nhập, tổng nhập trừ tổng xuất Thì nó ra tồn cuối là 28 Như vậy thì khi mà sản phẩm của chúng ta bị à, mất mát Hoặc là bị thất thoát gì đó thì chúng ta vào trong cái thẻ kho này chúng ta truy xuất lại những lần nhập xuất thì chúng ta sẽ biết được nguyên nhân lý do vì sao mà sản phẩm của chúng ta bị thất thoát thì vừa rồi phương đã demo cho các bạn một số tính năng chính của phần mềm bán hàng tp shop phiên bản 6.6 à, phần mềm nó còn một số chức năng như là in báo giá à, cho phép chúng ta in báo giá cho khách hoặc là vào thu chi để chúng ta ghi chép một số cái nghiệp vụ thu chi ngoài bán hàng trong cửa hàng của mình thì những phần này thì mình sẽ nói rõ hơn khi các bạn sử dụng phần mềm và phần mềm sẽ được sau lưu đám mây phòng khi mà máy tính chúng ta gặp sự cố thì dữ liệu chúng ta sẽ không bị mất à, ngoài ra phần mềm còn cho phép chúng ta theo dõi báo cáo kinh doanh qua điện thoại các bạn có thể xem được tổng quát doanh thu xuất kho và những hóa đơn gần nhất bán cho ai từ xa qua điện thoại trong trường hợp mà các bạn không có ngồi máy tính à, nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới nha xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào hẹn gặp lại